18. Phẩm bạn lành. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát mới học đại thừa, làm sao học được bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa? Phật dạy: Thiện hiện, các đại Bồ Tát mới học đại thừa, muốn học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, trước hết phải gần gũi phụng sự cúng dường bậc thiện hữu trần tịnh, khéo thuyết giảng phân biệt bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Nghĩa là khi thuyết kinh bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên khuyên gian dạy bảo hàng Bồ Tát mới học đại thừa: Hãy đến đây thiện nam tử, ông nên siêng năng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Khi siêng tu, ông nên dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung hưởng, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ông chớ dùng sắc uẩn cho đến thức uẩn, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhãn xứ cho đến ý xứ, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng sắc xứ cho đến pháp xứ, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhãn giới cho đến ý giới, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng sắc giới cho đến pháp giới, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhãn thức giới cho đến ý thức giới, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhãn xúc cho đến ý xúc, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng địa giới cho đến thức giới, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng vô minh cho đến lão tử, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng thánh đế khổ tập diệt đạo, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng năm loại mắt sáu phép thần thông, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng 32 tướng 80 vẻ đẹp, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng tất cả hạnh đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Thiện nam tử, nếu không chấp thủ sắc, liền đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cho đến không chấp thủ trí nhất thiết tướng, liền đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện nam tử, tuy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, ông chớ hư tham trước sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì sắc cho đến trí nhất thiết tướng chẳng đáng để tham đắm. Vì sao? Thiện nam tử, vì tất cả pháp tự tánh là không. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Các đại Bồ Tát thường làm được việc khó, ở trong tất cả pháp tự tướng là không, mà mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Các đại Bồ Tát thường làm việc khó, ở trong tất cả pháp tự tướng là không, mà mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.
muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thiện hiện nên biết, tùy các đại bồ tát biết các pháp đều như huyễn hóa, nói rộng cho đến như thành tầm hương, ảnh ảo, tự tướng đều là không, nhưng vì thế gian được nghĩa lợi nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn cho thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn cho thế gian được an lạc nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn cứu vớt các thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn làm cho thế gian quay về nương tựa nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn làm nhà ở cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn chỉ đường cứu cánh cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn làm nhật nguyệt cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn làm đuốc sáng cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn làm thầy dẫn đường cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn làm tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì muốn làm chỗ tới cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại bồ tát? Vì muốn cho thế gian được nghĩa lợi nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đại bồ tát, vì muốn giải thoát các việc khổ não cho tất cả các hữu tình nên tu hành bố thí cho đến bát nhã nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó là đại bồ tát. Vì muốn cho thế gian được nghĩa lợi nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại bồ tát? Vì muốn cho thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đại bồ tát, vì muốn cứu các hữu tình đang run sợ trong năm đường, đưa đến nơi bờ niết bàn cho an ổn khỏi sợ hãi nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó là đại bồ tát. Vì muốn cho thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại bồ tát? Vì muốn cho thế gian được an lạc nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đại bồ tát, vì cứu vớt hữu tình thoát khổ đau sầu não để được an ổn nơi bờ niết bàn kia nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó là đại bồ tát. Vì muốn cho thế gian được an lạc nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại bồ tát? Vì muốn cứu vớt các thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đại bồ tát, thấy các hữu tình đọa trong ba đường ác, vì muốn cứu vớt và khiến họ tu nghiệp lành, lần lần nương vào tam thừa mà đi đến xuất ly nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó là đại bồ tát. Vì muốn cứu vớt các thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại bồ tát? Vì muốn làm chỗ quay về nương tựa cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đại bồ tát, vì muốn hữu tình mau được giải thoát các khổ sanh lão bệnh tử sầu than buồn lo bức bách vân vân, an trụ cảnh giới vô dư ý niết bàn nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó là đại bồ tát. Vì muốn làm chỗ quay về nương tựa cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại bồ tát? Vì muốn làm nhà ở cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nếu đại bồ tát muốn vì hữu tình nói hết tất cả pháp đều trạc hòa hợp nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó là đại bồ tát. Vì muốn làm chỗ ở cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tất cả pháp đều chẳng hòa hợp? Phật dạy: Thiện hiện, các sắc chẳng hòa hợp, tức sắc chẳng lệ thuộc nhau. Nếu sắc chẳng lệ thuộc nhau, tức sắc không sanh. Nếu sắc không sanh, tức sắc không diệt. Nếu sắc không diệt, tức sắc chẳng hòa hợp. Thọ tưởng hành thức nói rộng cho đến trí nhất thế tướng cũng là như vậy. Các đại bồ tát muốn vì hữu tình nói tất cả pháp đều có sự không hòa hợp này nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại bồ tát? Muốn chỉ rõ con đường cứu cánh cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đại bồ tát, hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì hữu tình mà thuyết pháp như vậy. Sắc bờ kia tức chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức bờ kia tức chẳng phải thọ tưởng hành thức.
Nói rộng cho đến trí nhất thiết bờ kia, tức chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, bờ kia, tức chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện nên biết, như tướng của tất cả sắc vân vân, bờ kia thì tất cả pháp cũng vậy. Cổ thọ thiện hiện liền bạch Phật, nếu tất cả pháp đều như sắc vân vân là tướng của bờ kia, thì vì sao đối với tất cả pháp Đại Bồ Tát còn phải hiện đẳng giác để làm gì? Vì sao? Vì chẳng phải trong sắc ở bờ kia có sự phân biệt như vậy. Nghĩa là, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Phật dạy, thiện hiện, đúng vậy, chẳng phải trong sắc ở bờ kia có sự phân biệt như vậy, nghĩa là đây là sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Như vậy cho đến chẳng phải trong trí nhất thiết tướng ở bờ kia mới có sự phân biệt như vậy, nghĩa là đây là sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, vì tất cả pháp bản tánh là không. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát có thể làm việc khó làm, nghĩa là tuy quán tướng của tất cả pháp đều vắng lặng thậm thâm vi diệu mà tâm chẳng bỏ mất, lại nghĩ như vậy. Ta đối với pháp này đã hiện đẳng giác rồi, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp vắng lặng sâu màu ấy. Đó là Đại Bồ Tát muốn chỉ đường cứu cánh cho thế gian, nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là Đại Bồ Tát làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Thiện hiện thí như giữa biển sông hồ lớn hoặc nhỏ, có khoảng đất cao nổi lên có thể ở được, có nước xung quanh gọi là hòn đảo. Thiện hiện như vậy, sắc cho đến thức, đoạn dứt giai đoạn trước sau, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, đều đoạn dứt giai đoạn trước sau. Do giai đoạn trước, giai đoạn sau này đoạn dứt nên tất cả pháp đều dứt. Giai đoạn trước sau của tất cả pháp đều dứt, tức là như thật vắng lặng nhiệm màu, nghĩa là niết bàn không vô sở đắc, đạo đoạn ái tận vô dư tạp nhiễm, vĩnh diệt cứu cánh. Hiện hiện Đại Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị các pháp này đã đoạn dứt giai đoạn trước sau, là như thật vắng lặng sâu xa nhiệm màu. Đó là Đại Bồ Tát làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là Đại Bồ Tát muốn làm nhật nguyệt cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Thiện hiện Đại Bồ Tát vì phá vỏ vô minh, trong đêm dài từ lâu đã che khuất hữu tình nhiều lớp tối tăm, vì muốn trị bệnh mắt vô tri cho loài hữu tình, giúp cho họ sáng suốt, vì chiếu sáng cho tất cả hữu tình ngu mờ nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đó là Đại Bồ Tát vì muốn làm nhật nguyệt cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là Đại Bồ Tát vì muốn làm đuốc sáng cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Thiện hiện Đại Bồ Tát muốn vì hữu tình tuyên thuyết sáu pháp ba la mật đa, vì nghĩa lý kinh điển chân thật tương ưng bốn nhiếp sự, phương tiện dạy bảo, làm cho họ siêng năng tu học, diệt trừ các loại vô minh đèn tối nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đó là Đại Bồ Tát vì muốn làm đuốc sáng cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là Đại Bồ Tát vì muốn làm thầy dẫn đường cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Thiện hiện Đại Bồ Tát muốn làm cho những hữu tình đi theo tà đạo phải xa lìa bốn chỗ không nên đi, và chỉ cho họ con đường duy nhất để quay về nẻo chính, vì làm cho kẻ tạp nhiễm được thanh tịnh, kẻ sầu não được phấn khởi, kẻ buồn khổ được vui mừng, kẻ phi lý được đúng lý, kẻ lưu truyền được hoàn diệt, nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đó là Đại Bồ Tát vì muốn làm thầy dẫn đường cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là Đại Bồ Tát vì làm tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Thiện hiện Đại Bồ Tát mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn vì hữu tình giảng giải chỉ bày sắc không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Đó là Đại Bồ Tát vì muốn làm tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là Đại Bồ Tát
vì muốn làm chỗ tới cho thế gian, nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, Đại Bồ Tát mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn vì hữu tình giảng giải chỉ bày sắc, nên lấy hư không làm chỗ tới, thọ tưởng hành thức, lấy hư không làm chỗ tới, nói rộng cho đến trí nhất thiết, lấy hư không làm chỗ tới, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy hư không làm chỗ tới. Vì tất cả pháp đều như hư không, không có sở hữu, nên Đại Bồ Tát muốn vì hữu tình giảng giải chỉ bày sắc, chẳng phải tới, chẳng phải chẳng tới. Vì sao? Vì tánh của sắc là không, trong không không có tới, không có chẳng tới. Thọ tưởng hành thức chẳng phải tới, chẳng phải chẳng tới. Vì sao? Vì tánh của thọ tưởng hành thức là không, trong không không có tới, không có chẳng tới. Nói rộng cho đến trí nhất thiết chẳng phải tới, chẳng phải chẳng tới. Vì sao? Vì tánh của trí nhất thiết là không, trong không không có tới, không có chẳng tới. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải tới, chẳng phải chẳng tới. Vì sao? Vì tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, trong không không có tới, không có chẳng tới. Đó là Đại Bồ Tát vì muốn làm chỗ tới cho thế gian, nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy không vô tướng vô nguyện làm đích, các Đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không vô tướng vô nguyện, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy vô khởi vô tác làm đích, các Đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không vô khởi.